chào ông bà con chú. Rồi á, bữa giờ sinh nhật sao nè, có tặng quà chưa? Chú tới đây chú tính tặng quà, không biết con thích cái gì nữa. Mua quần áo màu hồng cho con mặc đi học nghe. Sao vậy? Màu hồng của con gái chú không biết hả? Quên tới lúc trước không chịu phải không? Kính thưa tất cả các chú anh chị với khán giả, thì hôm nay thì Bảnh đang có mặt ở Trà Vinh. Thì ngồi kế bên Bảnh đây là mẹ của bé Thành đó các chú anh chị. Thì chị ơi, chị chào cô chú anh chị. Chào chú anh chị. Dạo này cho em hỏi là chị buôn bán được không? Dạ, buôn bán cũng đỡ. Dạ, rồi bé Thịnh em thấy là được đi học không phải không? Dạ. Rồi dạo này nó có hay đi bán nhiều không chị? Dạ không, giờ không cho nó đi bán nữa. Buổi sáng là nó đi chơi rồi xong em bán hết rồi em trả về chồng cho nó tắm rửa ăn uống xong rồi đi học. Dạ. Thì đi cho bé đi học đi, cho biết cái chữ trước đi ha. Rồi dạ, sau này bé được cái khôn ra chút xíu nữa, cái tội nghiệp bé dạ, chưa có biết tiền nữa. Em nghe nói cái từ câu mà tiền màu xanh, tiền màu đỏ, cái tội nghiệp lắm. Đi gần thì em ở xa thiệt, nhưng mà lúc nào cũng theo dõi, cũng có mấy anh em ở đây để mà cùng quay lên để mà cập nhật á. Thấy mấy anh em cũng hỗ trợ cho bé này nọ. Bữa giờ mua cái gì vậy chị? Dạ mua bàn cho bé học. Mua bàn. Dạ mua bàn với mua ghế. Là bên Quy Khánh là mua bàn, mua ghế với mua cái đèn, với ổ điện, với một hộp bút chì, với một cái nón bảo hiểm. Dạ. Rồi á, tối vậy nó có lấy cái viết ra để mà tập không? Dạ tối dặn như em cho nó ôn bài thôi, tại ban đêm không dám cho nó viết, sợ nó chăm chú hư con mắt nó. Đúng rồi, cho nó ôn bài. Dạ cho nó học, dặn như em đọc cái đó qua cho một lượt rồi cho nó đọc, khi nào nó thuộc mình là nó trả bài cho em. Nó biết chữ cái chứ chị? Có chữ nó biết, có chữ nó chưa biết, tại nó cái lưỡi nó chưa có đánh được. Lưỡi chưa đánh được hả? Dạ. Chữ gò mới đọc chữ cà không ạ? Tại vì á bé không có mới đi học đầu tiên á. Dạ. Rồi á phát âm nó cũng chưa có chuẩn. Tại vì... mà bây giờ cô vô là cô cho nó luyện cái tay nó trước, cho nó viết lên cho nó nhìn cái tay nó, còn chữ cái cô cho đọc mới có mấy chữ Nói chung là gì luyện cái tay trước ha. Thầy cô cho nó luyện cái tay nó trước, không có cho tập mà trong tập đồ có mua tập đồ tập toán rồi tập viết luôn, nhưng mà không có cho đọc trong đó. Cô kêu mua cái quyển tập mà giấy trắng 5 ô ly á, làm cho nó luyện cái tay nó cho nó nhìn, cho nó viết chữ cho nó đều. Như là chị biết chữ hả chị? Dạ không. Chị không biết chữ à? Ồ, cũng khó ha, nếu mà ở nhà chị dạy cũng khó. Thấy cái gì cũng khó. Rồi có ai ở nhà ở như trọ biết chữ không? Dạ như ở trong trỏng là có cái cô giáo đi dạy trong trường sát bên á. Dạ như chữ nào em biết á thì em dạy, nó không biết thì nhờ cô dạy giùm. Dạ, như là số thì biết không? Dạ. Số thì biết. Thì nó dạy nó như phân biệt số nè, rồi tiền, nhiêu tiền đó cho nó phân biệt. Nói chung là thấy không, chị không biết chữ, chị không có nghề nghiệp. Bây giờ thấy bé như vậy thì Mạnh Thường Quân và quý khán giả cũng đồng tình là cho bé đi học đó. Thì mấy cô chú thì nghe bé Thịnh đi học như vậy đó thì rất là mừng luôn á đó. Tại vì tương lai của bé còn dài lắm đó, thì lo nó nữa thì biết sao sau này nó có hiếu sao nó nuôi chị nữa. Bởi vì rồi nó có ngoan gì không chị về á? Về học bài xong rồi xin đi chơi, mà còn sớm thì cho đi, còn không còn sớm thì thôi ở nhà ngủ. Em thấy nó đạp xe đạp màu đỏ có màu xanh không ha, thích á. Với chiếc xe kia bự quá em không dám cho nó chạy, sợ nó trống giò không tới. Chiếc xe kia hơi bự. Em thấy clip là nó ai đụng tới xe đạp màu đỏ không chịu đâu, không cho đụng tới. Dạ. Rồi một ngày chị bán bữa giờ một ngày được bao nhiêu tờ? Dạ 120. 120 tờ là 120 ngàn. Dạ. Rồi bé Thịnh bán nhiều nhất là nhiêu? Mấy ngày nay là dạng như sáng đầu bán thì em cho nó 10 tờ, 10, 12 tờ là một lốc đi qua bên đây. Đi qua bạn đó, là nó cho nó mời bạn nó bán, nó mua. Tại bạn của nó mua của nó mỗi ngày. Có bạn luôn hả? Bạn mình quán cơm Thanh Bình. Người ta cà bá rồi, nó kêu ta bằng bạn. Ta lớn mà kêu nó bằng bạn quá. Chắc nó quen á, rồi nó thấy thân á. Đa số nói chung là những cái clip trước nó cũng nói vậy, nó đó, làm bạn. Làm bạn không lúc chứ. lúc mới gặp Hoàng Xanh đó, nó rủ Hoàng Xanh về quán cơm bạn nó ăn. Nhưng mà thấy bé vậy như có mấy người mà người ta thương nó là người ta nói mày bán số tao mua, mẹ mày bán tao không mua. Nó mới cầm nó đi bán chừng 10 tờ 12 tờ trở lại vòng vòng đây đang cho người ta mua. Chủ quán à? Cho cô nước mía kìa. Anh uống nước cho. Đây kìa Kiến. Giờ đi học là chị chở bé đi hả chị? Dạ. Sáng đưa đi rồi mấy giờ gì á? Dạ 2 giờ rưỡi học rồi 4 giờ 15 phút về. 2 giờ rưỡi trưa mới học. Dạ.
4:15 là rước về. Dạ. Nguyên miếng này ngon quá mà không đủ tiền uống nước. Dạ. Ừ. Sao cô? Nguyên miếng ngon mà không có đủ tiền uống. Tại đây cô uống đây, cái này mới kêu ra rồi chưa có ai uống hết trơn á. Không có, chị chưa có bán kiển còn nguyên kìa. À. Ừ. Tính uống mà uống đủ miếng cà đường. Dạ. Mọi nhà có gạo thóc gì không chị? Dạ có. Có đầy đủ này hả? Là nhiêu một ly này? Con không biết nữa, con ở Sóc Trăng mới ghé đây thôi. Chơi. Thôi giờ con mời cô uống mình trước đi rồi chút xíu nó làm ra. Đừng làm vậy. Hả? Con đang quay phim đó, con đâu có chưa có uống đâu. Ôi, vậy là cái lẩu uống nữa rồi. Dạ, cô uống đây thôi, kệ cô cũng đi bán đồ hả? Đi bán ghế kiện. À, bán ghế kiện. Em thì em không có thời gian để mà tới đây thăm á. Thì cũng có như Hoàng Xanh đồ với Quy đồ á, ở đây với Lê Giang để mà ở bên cái kênh của Quy Cảnh á, là hồi bữa là dạng như Quy Cảnh có qua là quay lúc mà em đưa bé đi học á, là có hỏi chiếc xe á là xe của ai, em nói là xe em mượn người ta đổ xăng, dạng như đưa bé đi 2 ngày đổ xăng cho người ta một lần ngắn cho mọi mày, rồi người ta bên kênh của Quy Cảnh á mà mới cho tiền mua chiếc xe đi mẹ đi rước mẹ con. À là chị đi. Có mua được xe máy rồi. Dạ, là Mạnh Thân Quân có cho rồi. Dạ. Chị là quý đó rồi. Thời đó thấy không, mình sống mình tâm mình thiệt đi thì Mạnh Thường Quân sẽ thương rồi, chứ mình không có để mà lừa dối biết cái gì hết. Mình làm gì cũng phải ngay thẳng. Hồi bữa có cái cô đó là cũng thấy cái clip của anh Thịnh đó, là cổ cũng mến Thịnh, là qua rước ở bển đó là cô gặp, vô tình cô gặp. Rồi cô mới nói dạng như mà nó có muốn học tiếng Anh á thì đưa qua đây cô kiếm thêm đứa nó cô dạy cho. Cái con mới nói để mà cho nó tụ trường đi, rồi nếu mà cô có nhu cầu, cô trong trường nó có nhu cầu hay là này kia thì con sẽ thu xếp con gửi qua cho cô dạy bé. Chứ giờ nó học thì nó học chữ nó chưa xong, nó đưa qua tiếng Anh chị không nộp á. Dạ, để từ từ đi ha. Dạ. Thủ thẳng đi để nó thoải mái cái. Dạ. Tại vì cho nó phân biệt cái chữ cái rồi xong sau kia nó ghép. Dạ. Ghép dần lại rồi mới đánh dần được. Dạ. Nhiều lúc á nó đem bài ra nó hỏi em á, mẹ chữ này chữ gì, nói có chữ mẹ biết có chữ mẹ không, để mẹ kêu mẹ nhờ người dạy con chứ mẹ không biết chữ sao mẹ dạy con. À. Thường thường nó về nó làm gì chị buổi tối á? Nó về dạng như nó xin đi chơi em cho đi thì thôi, còn chơi là đi đâu, đi với ai? Đi với viện nhà trọ, với viện nhà trọ là bạn nó lại học ở trường đây nè. À. Ừ. Không cho đi chơi thì lấy đồ chơi ra ngồi chơi trong nhà. À. Giỏi đi, kêu nó là nếu mà còn trời sáng á chị kêu nó bé Thịnh nó lấy cái viết á, viết theo cái tập. Không là chiều em cho viết ngoài này rồi. À ngoan ngoài này dạ, viết luôn. Chiếc ngoài này rồi, chiều là ngoài này còn sáng em cho viết ngoài này rồi. Dạng nó đi học về á. Cho nó nghỉ khoảng 15-20 phút hoặc nửa tiếng rồi em kêu đem tập bài ra viết rồi. Ừ. Cũng như tạo điều kiện cho bé cho nó quen cái tay á, đừng có cho nó quên. Nhiều khi dạ. Chơi nhiều quá nó quên cái dạ. Nó không có học nữa. Cho nó mua cái cuốn tập viết gì đó, cho nó đồ theo cái chữ cái cho nó dạ quen có. Cái tay nó. Em có mua hết luôn mà cô cũng cho đồ, cô nói đồ vậy nó mốt buông ra nó viết không có được, cho nó tự tập viết luôn. À, tự tại tập vì viết luôn tại vì nó không có học mẫu giáo, bởi vì cái đó là học mẫu giáo là người ta đồ trong lúc học mẫu giáo. Dạ. Còn bây giờ nó chuẩn bị vô lớp 1 mà cho nó đồ của nó viết không được, buông ra nó viết không được. Rồi giấy tờ chị làm xong hết trơn hả chị? Dạ giấy chứng sanh thì em làm rồi, mà giờ chờ khai sanh là đầu tháng 4 này em làm tháng trước em đi làm cho nó luôn. Dạ. Nói chung có tranh thủ làm giấy tờ cho bé xong đi. Dạ. Em tranh thủ em làm là tới chừng mà nghỉ hè tụ trường là bé vô học kịp với người ta. Dạ đúng rồi. Thì khi nào mà tụ trường thì em sẽ tới đây nữa. Em có hứa với anh Hoàng Xanh là em nói chừng nào mà bé tụ trường ngày đi học đầu tiên em sẽ điện cho mấy anh hay. Uh-huh. Cho qua coi bé đi học như thế nào. Đúng rồi, tại vì cái chú chị biết không, tại vì một đứa trẻ mà cái cử chỉ, cái hành động của bé thì rất là ngây thơ, và những cái câu nói mà làm lay động với khán giả xem rất là nhiều nơi, khán giả cũng đồng tình. Tại vì tuổi bé còn nhỏ mà các chú chị, bé nghĩ sao thì bé nói vậy thôi, chứ không có ai mà dạy bé gì hết. Nào giờ thì Bảnh cũng có chứng kiến đến đây một lần, trong cái thời điểm mà Bảnh có ẵm bé đi mà mua kem với chú chị, thì tự bé nói luôn, bé tự ý nói chuyện ra chứ Bảnh không có biết gì thế. Bảnh tới đây Bảnh khá là bất ngờ với bé Thịnh. Cho em hỏi xíu mà nó nhà gì đó, chị có dạy nó gì nói gì không mà sao nó khôn quá vậy? Nào giờ là nó tự nói luôn hả? Dạ. Có cái hồi nó nói chung là hồi lúc trước em sợ nó không biết nói không, tại vì nó chậm nói. Có ngày nó cứ vậy không. Nó chậm nói rồi nó chỉ rồi mà. Dạ, nó xỉ, nó đứng nó dậm dò không à, rồi sau nó nói được cái nó nói quá trời. Em đi dọc đường, em lúc trước là em với nó đi xe đạp.
Nó còn nhỏ là em bỏ nó ngồi trong cái gỗ xe á, em với nó lượm dây chai. Đi dọc đường nó thấy cái gì nó cũng chỉ nó hỏi, thấy gì nó cũng chỉ nó hỏi chứ. Chứ nó tìm tòi hả? Dạ. Thấy gì nó cũng hỏi chứ. Wow. Rồi cái thời gian sau này sao nữa chị kể coi. Rồi thời gian sau này thì em thấy đi lượm dây chai là lượm ban đêm không à, thấy cực khổ quá, mẹ con thức đêm thức hôm, tại vì ban đêm mới lượm là đi ra ngoài mấy chỗ quán nhậu á, lượm mới có đồ. Rồi sáng về sạn ra bán. Rồi sau thời gian thấy cực quá em mới đi mượn tiền góp á, đặng mẹ con bán số cho thoải mái chút xíu, dạng như ban ngày đi bán chút xíu cực chút xíu, ban đêm về mẹ con được thoải mái ngủ nghe. Còn mỗi lần là thức tới 2-3 giờ sáng, lượm dây chai á thức tới 2-3 giờ sáng. Wow. Còn bé Thành nó cũng đi theo luôn. Dạ. Tại có hai mẹ con ở nhà trọ à, em phải ẩm nó đi theo. Ồ. Tính ra bé Thịnh ra đời rất là sớm của chúng chị. Đi theo mẹ làm rất là nhiều công việc để mà mưu sinh. Mà không ngờ hôm nay thì bé Thịnh cũng đã lớn rồi. Nói chung là em tưởng đâu là chị dạy cái cách nó nói chuyện hay là gì đó, mà không ngờ là nó tự phát đó. Nó tự tìm hiểu mình, nó nói. Thấy gì đâu. Vòng vòng xóm giềng cũng hết hồn với nó, dặn như người ta nói những cái câu đó mà nó trả lời lại với người ta á. Rồi người ta nói trời ơi mẹ mày có dạy không? Hỏi em cái em nói không, con không có dạy vấn đề đó. Nó đi ra ngoài đường nó tự học hỏi, nó tự tìm hiểu mình nói chứ con không có dạy. Rồi thường thường về nhà nó, ở trong nhà nó có thường hay nói chuyện với chị không, tâm sự không? Nó ít nói chuyện với em lắm, dạy như tối về mẹ con mới nằm nói chuyện, còn mà nó về là nó xin đi chơi, em tới đi chơi. Rồi xong thì về chơi đồ chơi xong chừng nào tới giờ vô ngủ á, mẹ con nói chuyện chút xíu rồi ngủ. Tối về nó có nhắc Hoàng Xanh hay là tụi em gì không? Nhắc mỗi ngày. Nó làm sao? Nó đầu nó không thấy chú Hoàng Xanh điện, cái nó hỏi ủa mẹ chú Hoàng Xanh với chú Khảo Bảnh giận con luôn hả? Sao không thấy điện cho con? Tại mỗi lần lên Hoàng Xanh điện 2-3 bữa lên xanh Hoàng Xanh điện một lần nói chuyện với nó. Còn lâu nó không thấy điện. Tại vì chị biết sao Hoàng Xanh á thì đang bận quay MV ca nhạc á, thì cũng ở đây Trà Vinh nè, thì công việc rất là nhiều luôn, đâu phải mà quay một hoàn cảnh đây đâu. Phải đi chỗ này chỗ kia đồ, đâu phải mình một chỗ mà để quay hoài đâu. Nhiều hoàn cảnh cầu cứu rất là nhiều luôn. Mà đôi khi tất cả các chú anh chị biết không, đi quay thì một chỗ thì có khi là vượt hàng trăm cây số, hơn trăm cây số cũng có. Đến đây quay, chia sẻ yêu thương đến tất cả các chú anh chị với khán giả. Về đây chút xíu về rồi. Tại vì em quy cảnh là hôm qua hứa với nó là bữa nay lát dắt nó đi siêu thị. Cái nãy em mới nói là anh điện là Quy Khẩn còn đang đứng đó em, cái nói là chú Khá Bảnh với chú Hoàng Xanh qua kìa. Cái nói vậy chơi chú Quy Khẩn với con đi mua tủ rồi về. Rồi có gì chiều với chú Quy Khẩn đi họp xong rồi chú Quy Khẩn rảnh chú Khẩn qua chở con đi chơi. Có được chú xa rồi, chú qua chứ mất công chuyện. Thì kính thưa tất cả các chú chị, bé Thịnh vừa mới đi với em Quy Khẩn đi mua đồ chú chị. Thì không bữa giờ chú nhớ con quá à, con có nhớ chú không? Nhớ. Nhớ nhiều không? Nhiều. Nhớ ba lớn làm tay cho chú xem nào. Nhớ bự không? Bự lắm hả? Nãy giờ con chưa chào ông bà cô chú kìa. Để chào ông bà cô chú. Wow, giỏi quá ta. Còn bây giờ học hành sao rồi con? Hả? Học hành sao rồi? Dạ, nhớ lại chưa qua bài toán. Chưa qua bài toán, giờ đang học tiếng Việt phải không? Dạ. Biết chữ gì đọc cho ông bà nghe thử coi. Bờ cờ giờ. Chữ A đâu, chữ A chứ O đâu. Nhưng chữ mấy chữ đó thì chưa học. Ủa mấy chữ đó chưa học tới hả? Chữ nào đọc chữ đó mới đọc. Chứ viết chữ là đâu có biết. À con chưa biết được phải không? Chỉ đọc được mấy chữ dễ thôi. À mấy chữ dễ là đọc được. Chữ nào nó đánh lửa không được là nó cũng nhớ. Học mấy từ khó đó nghe. Mà chú có đi làm không? Không, chú không có đi làm, bữa nay chú lại thăm con nè. Rồi bữa giờ sinh nhật sao nè, có tặng quà chưa? Chú tới đây chú tính tặng quà, không biết con thích cái gì nữa. Con thích cái gì chú nói nghe coi. Món đồ chơi em hơi bự bự. Trời ơi, không có mua đồ chơi nữa, không có mua đồ chơi nữa. Chú thấy nhà trọ con là chất đầy luôn rồi đó. Không có mua đồ chơi nữa, đi học rồi là không mua đồ chơi nữa. Rồi, chút xíu chú chở đi mua quần áo màu hồng cho con mặc đi học nghe. Sao vậy? Màu hồng của con gái, chú không biết hả? Quên đó, lúc trước không chịu phải không? Vậy à, chú lấy màu tím ha, cho nó dịu dàng xíu. Vậy lấy màu gì? Màu xanh, lá cây, màu trắng hay? Màu trắng con bận có dơ không? Đây chỉ là màu. Sợ con mặc áo trắng dơ á? Không có. Rồi đi học có ngoan không? Ngoan. Ngoan nhiều không? Mấy ông bà cô chú thương nha. Dạ. Khát nước chưa? Uống nước không? Dạ rồi. Uống nước mía cho chú mình ly đây. Dạ rồi, con biết uống nước mía. Vậy uống nước gì?
uống xịt tin ha. Thôi không uống xịt tin nữa, nó đang bị bệnh. Ồ, đang bị bệnh hả? Sao hả? Đang bị sổ mũi, viêm họng, không uống xịt tin nữa, nó uống nguyên chất không à. Dạ, lúc trước trên clip có hôn chú nè, bây giờ bữa nay có hôn không ta? Không biết có dám hôn không trời, lâu quá không gặp. Nhớ tên chú tên gì nói nghe coi. Thịnh hết ngoan rồi đó. Mới lớn lên. Chú ơi bệnh. À, lúc trước hôn chú một bên rồi, giờ còn bên nữa hôn luôn đi cho đủ cặp. Dạ thôi. Sao vậy? Hả? Hả? Thường thường mà con vui với ai á thì con chỉ hôn người đó một lần, chứ không có hai lần. Bây giờ chú lại đây con có vui không? Vui chú về à? Chú nhà xa lắm á. Vui. Vui không? Dạ. Vui thì hôn, hôn mới ở lại đây, còn hôn là thôi là chia tay. Rồi hôn chú mẹ chú chở dẫn chú vô nhà trọ nè. Chú chưa biết nhà trọ con. Bên đâu? Bên nào? 1, 2 ba. Đây. Giỏi quá. Rồi, bây giờ thì kính thưa tất cả các chú anh chị, thì bây giờ thì Bảnh sẽ xin phép video tại đây để mà đi cùng dưới em Huy Khởi để mà có mạnh thường quân tặng quà cho bên kênh em Huy Khởi với chú anh chị. Giờ chào cả nhà.